Tối ngày 12 tháng 7, một tài khoản Facebook tên Xe Vũ đăng tải tấm ảnh chụp chiếc xe đạp cũ, trông khá thô sơ kèm chú thích: cần chuyển nhượng con xe độc nhất còn giấy tờ, bao sang tên chính chủ. Theo đó, chiếc xe đạp được mua vào cuối năm 1973 tại Thái Bình, chứng nhận sở hữu xe được cơ quan công an cấp. Thông tin trên giấy chứng nhận cho thấy tại thời điểm đó, mỗi khi mua bán hay đổi xe đạp, người ta phải thay tên, thay giấy tại cơ quan công an đang quản lý xe trong vòng 10 ngày đối với thành thị và 20 ngày đối với nông thôn. Đa phần dân mạng đều tỏ ra thích thú với hiện tượng xe đạp chính chủ này. Nhiều người dí dỏm trả giá hàng trăm triệu cho chiếc xe đặc biệt. Qua thông tin truy xét, Công an quận Bình Tân xác định có một nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản vào thời điểm rạng sáng với thủ đoạn rất liều lĩnh. Vào 5 giờ sáng ngày 9 tháng 7, phát hiện các đối tượng vừa thực hiện vụ giật giỏ sách của một phụ nữ, các trinh sát đã đuổi theo. Các đối tượng dùng bình xịt hơi cay và tông xe vào lực lượng chức năng để tháo chạy. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế, bắt được băng nhóm này. Các đối tượng là Nguyễn Khắc Trí, Lê Văn Truân và Trần Quang Định cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng 5 giờ, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 7 vụ cướp giật tài sản. Vào chiều tối qua ngày 12 tháng 7, chủ một nhà trọ ở hẻm 1, đường Trần Huỳnh thuộc phường 1 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đến phòng trọ để thu tiền điện. Sau nhiều lần gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Phía trong phòng trọ lại bốc mùi hôi thối nồng nặc nên người này phải bắt ghế nhìn qua cửa thông gió, phát hiện nam thanh niên thuê phòng nằm bất động dưới đất trong tình trạng lõa thể, thi thể đang trương sình. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu đã có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng phát hiện có 2 gói thuốc chuột nghi nạn nhân đã dùng để tự tử. Bước đầu điều tra xác nhận nạn nhân tên Lê Hoàng Nhiêu, sinh năm 1989, thường trú phường 5 thành phố Bạc Liêu. Được biết, nạn nhân đã đến nhà trọ này sinh sống nhiều tháng nay. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Tình huống đáng sợ vừa xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 13 tháng 7 trên một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, khi cơn gió thổi bay cây dù che nắng, suýt gây tai nạn nghiêm trọng cho người chạy xe máy. Trước đó vài ngày, tại Lai Châu cũng xảy ra tình huống tấm bạc phủ trên nóc xe tải bất ngờ văng xuống đường, phủ trùm kín chiếc xe máy đi phía sau. Rất may là người đi xe máy chạy không quá nhanh nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 7, tại bãi tắm biển Hải Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước. 5 nạn nhân do tắm quá xa nên đã bị sóng cuốn. Phát hiện vụ việc, tổ cứu hộ cứu nạn, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy số 2 thường trực tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, tổ cứu hộ cứu nạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã cứu được 4 trong số 5 nạn nhân đưa vào bờ an toàn. Trong quá trình ứng cứu các nạn nhân, trung sĩ Trần Thế Hùng đã nhường chiếc áo phao duy nhất của mình cho các nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực cứu hộ cứu nạn, trung sĩ Hùng trong quá trình bơi vào bờ đã bị đuối sức. Nhờ sự trợ giúp của đồng đội, anh đã vào bờ an toàn và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tĩnh Gia trong tình trạng kiệt sức, nguy cấp tính mạng. Anh Hùng đấy, anh Hùng xử lý rất là nhanh. Anh Hùng cởi áo phao ra và nó tách đoàn 4 người thành 2. Mỗi đoàn 2 người thì anh ấy kéo anh với cái bạn Trúc về trước, còn để phao cho hai vợ chồng mình. Còn mình rất là cảm ơn anh Hùng và đoàn cứu hộ. Thì nếu không có anh ấy thì chắc bọn mình đã ở ngoài biển khơi rồi. Quý vị đang theo dõi hình ảnh cụ ông Lê Minh Chí, ngụ ấp Tân Thôn 5, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, đang cố sức lột dừa. Do cụ Chí không thấy đường nên được người vợ, tuổi cũng gần 60, gom dừa xung quanh cho chồng lột. Do bị mù nên cụ Chí lột dừa theo giác quan. Cả một ngày, gắng sức tối đa, cả hai vợ chồng chỉ kiếm được trên dưới 100.000 đồng. Được biết, cả hai vợ chồng cụ Chí có 4 người con, nhưng lưu lạc, tứ tán làm ăn và cũng không khá giả gì nên không giúp được gì cho cha mẹ. Cụ Chí tâm sự nhiều lúc cũng định bán vé số, nhưng với tuổi tác của mình thì đi không nổi, đành làm nghề lột dừa, dù biết hết sức nguy hiểm. Đoạn clip ghi lại quá trình hô biến chiếc điện thoại của một nam thanh niên. Chủ nhân chiếc điện thoại đang ngồi nói chuyện với bạn, để điện thoại trên ghế bên cạnh mình. Nam thanh niên để ý thấy, người này vừa ngồi xuống ngó nghiêng vài giây, rồi thừa cơ chủ nhân đang say sưa nói chuyện, không để ý. Thanh niên chộp điện thoại, rồi nhanh chóng rời đi trong tích tắc. Chiếc điện thoại bị trộm được cho là iPhone 7. Trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 12 căn nhà, sập hoàn toàn 8 căn nhà của người dân, tập trung ở các xã Tân Hòa, Trường Long Tây, thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A và các xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Hòa An, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp. Riêng trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong ngày 11 tháng 7 khiến chân ghế đá treo dằn màn phía trước nhà văng trúng ngực ông Nguyễn Văn Thiệt, sinh năm 1931,
ở ấp Sáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A. Vụ tai nạn làm ông Thiệt tử vong. Lãnh đạo các địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ xử lý sự cố lưới điện, giúp dân dọn dẹp cây cối, nhà cửa để ổn định cuộc sống. Trong mấy ngày qua, voi rừng liên tiếp tràn ra khu dân cư kiếm thức ăn rồi phá hoại tài sản hoa màu của người dân tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh vườn chuối đã bị voi rừng quật đổ của hộ ông Trần Viết Ơn tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Chuối già đến chuối non đều bị voi quật đổ nát xuống đất, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Như đêm nào ông cũng về, mà ở cái vùng này là ông về 2 con, còn cái vùng trên kia thì ông về 5-6 con. Nhưng mà ông ấy lại ăn ông không ăn, mà ông ấy chỉ có phá quật xuống cho hư hại của dân vậy thôi. Như hiện tại tôi đây là đến bây giờ là khoảng đồng, là tổng số là trên 1.800 cây rồi. Theo thống kê bước đầu, đã có hàng chục hộ dân bị voi rừng phá hoại hoa màu như chuối, xoài, bưởi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Hay hoa màu thì trên cái chỗ đó, cơ sở đó thì huyện, xã cũng là tổng hợp các thiệt hại và đề nghị huyện hỗ trợ cho bà con. Thì được biết thì trong cái cuối tháng 7 này thì sẽ là hỗ trợ đợt 1 cho cái năm 2018. Một điều đáng lo ngại là voi rừng xuất hiện tần suất ngày càng nhiều và ở lại vườn rong chơi cả ban ngày, khiến nhiều người hiếu kỳ tới quay phim chụp ảnh rất nguy hiểm. Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Chí Kiên, 48 tuổi quê Long An, về tội giết người. Năm 2008, Kiên kết hôn với chị Nguyễn Thị Thảo Trang và có một con chung. Cả hai cùng chung sống với cha mẹ vợ là ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Trần Thị Hiệp tại ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Do Kiên thường xuyên đánh chị Trang nên bị cha mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Anh ta về nhà mẹ ruột ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh sống. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2016, Kiên đến thăm con, nhưng do bé trai đang ngủ nên anh ta qua nhà hàng xóm uống rượu để chờ. Khoảng 3 tiếng sau, người đàn ông quay lại xin phép cha mẹ vợ vào thăm con. Gặp con được 10 phút, Kiên bị mẹ vợ nhắc thăm con cũng lâu rồi. Cho rằng bà Hiệp ép mình, Kiên cãi nhau với mẹ vợ. Ông Hoàng cầm một cây sắt dài đi vào chửi mắng Kiên. Bực tức, Kiên dùng thanh sắt truy sát, đâm cha mẹ vợ nhiều nhát. Lúc này em gái ông Hoàng chạy qua phát hiện sự việc, liền đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng cả hai đều không qua khỏi. Ngày 13 tháng 7, Cục Cảnh sát Ma túy C-47 Bộ Công an cho biết đã phối hợp với nhiều đơn vị triệt phá đường dây mua bán ma túy cực lớn do Phan Hữu Hiệu, 48 tuổi, quê Nghệ An cầm đầu. Trước đó, trinh sát C-47 phát hiện Hiệu và đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Các nghi can thường xuyên đi lại giữa hai nước để bàn bạc với các ông trùm. Chiều hôm qua, khi Hiệu chỉ đạo đàn em giao ma túy cho một đại lý ở chung cư Oriental trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát ập vào khống chế nhiều người, thu giữ 60 bánh heroin. Cùng lúc, các mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào 7 địa điểm tại quận Tân Phú, quận 1, quận 3, bắt Hiệu và hàng loạt đàn em. Có tổng cộng 179 bánh heroin được tìm thấy.